sắp ra mắt có camera selfie ba ống kính. Theo bằng sáng chế vừa được Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cấp, flagship mới của Samsung có trang bị camera selfie với ba ống kính. Chi tiết bản vẽ bằng sáng chế này cho thấy thiết kế ba lỗ bấm, vị trí có thể trang bị camera selfie. Để so sánh, hai flagship ra mắt đầu năm nay là Galaxy S10+ và Galaxy S10 5G đều có camera selfie kép. Vì vậy, việc Samsung trang bị camera ba ống kính cho Galaxy S11+ là hoàn toàn có thể điều này cũng giúp flagship của hãng smartphone số một thế giới có khả năng chụp selfie vượt trội so với các đối thủ. Ngoài cảm biến chính, camera selfie của S11+ có thể bao gồm một cảm biến độ sâu và một góc cực rộng, hoặc một cảm biến cử chỉ giống như trên Huawei Mate 30 Pro. Ngoài ra, Samsung cũng có thể sử dụng hai cảm biến mới để nhận dạng khuôn mặt 3D thay vì chỉ một cảm biến độ sâu để cạnh tranh với công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt trên Pixel 4 và Face ID trên iPhone của Apple. Vị trí các lỗ bấm dành cho camera selfie được đặt ở trên cùng bên trái màn hình. Galaxy S11+ cộng có thể là smartphone duy nhất được trang bị camera selfie 3 ống kính, trong khi Galaxy S11 và S11e có thể chỉ có cảm biến selfie kép và đơn tương ứng. Samsung dự kiến ra mắt Galaxy S11 vào ngày 18 tháng 2 năm tới. Trước thềm triển lãm MWC 2020, máy có thể được trang bị chip Snapdragon 865 với các biến thể 4G hoặc hỗ trợ mạng 5G. Flagship dự kiến sẽ chạy Android 10 với giao diện One UI 2.1 mới nhất.